Trong 28 năm qua thì tôi rất ấn tượng về cậu học trò Đào Văn Trưởng, hiện tại đang là ở Học viện bóng đá VFF. Và Xuân Nguyên, cái lứa U13 vừa rồi. Văn Trưởng là một cái cậu học trò là đến từ bóng đá phong trào của giáo dục Quảng Trị. Sau đó là cháu vào trung tâm VFF ở thành phố Hồ Chí Minh, sau chuyển ra ở Hưng Yên. Nên là quá trình cháu trưởng thành rất nhiều. Và 2022 mới gặp lại cháu ở VFF. Cảm xúc của hai thầy trò sau khi một thời gian không gặp, gặp lại với bé là rất cực quý mến học trò của mình, vì nó với cháu là trưởng thành rất nhiều sau một quá trình ăn tập ở với bé đấy. Tôi làm cái công tác huấn luyện viên bóng đá này 28 năm. Trong 28 năm đó thì cái lứa đào tạo qua các năm thì rất nhiều các cháu đang hiện đang đá cả cái trung tâm bóng đá, ví dụ như là anh Tài của Bình Dương. Ngoài công tác đào tạo bóng đá trẻ thì tôi là một giáo viên giảng dạy các trường học trên địa bàn của Đông Hà. Hôm nay mình được cái thí sinh là 8 thí sinh 207, 208 và 209, 210 đến kiểm tra tại vòng sơ loại lần này. Mong muốn của tôi sau các cái mùa tuyển sinh của VFF là muốn công an của tỉnh Quảng Trị là vào cả các trung tâm bóng đá để các cháu nó trưởng thành nhiều hơn nữa. Đến với cái đợt tuyển sinh này, tôi dặn dò với các trò là chơi cống hiến và chơi có trách nhiệm. Một tuần trung tâm bóng đá ở Quảng Trị, Đông Hà Quảng Trị, một tuần các cháu sinh hoạt 3 buổi. Các cháu nào tốt thì các trung tâm của cả nước nó về là lấy quân. Nên cái cơ duyên mà đến với các trung tâm là tạo cho các cháu rất nhiều cái động lực để các cháu tập luyện. Quảng Trị thì quá trình tập luyện của các cháu là khó khăn, rất nhiều khó khăn. Nhưng mà khó khăn thứ nhất là cái cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, và lại thì công tác huấn luyện là do thời tiết khắc nghiệt nên phải bố trí cho hợp lý trong quá trình tập luyện. Tôi mong muốn là ở Quảng Trị là có nhiều phụ huynh tâm huyết hơn nữa về cái ngành phát triển cái bóng đá phong trào của tỉnh nhà.